Thưa quý vị, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố và công an của phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp để theo dõi, phát hiện và xử lý một vụ chăn dắt người khuyết tật đi ăn xin ở một số khu vực trên địa bàn của thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng là Igon Eban, sinh năm 1992, trú tại xã Buôn Mới, xã Cư Bơn, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Lợi dụng cậu ruột của mình là ông Iyut Eban, sinh năm 1979, trú ở xã E Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, đã bị khuyết tật, hai bàn tay bẩm sinh, nên hàng ngày Igon điều khiển xe máy chở ông Iyut đến khu vực các chợ, các quán cà phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ để xin tiền. Qua làm việc, bước đầu, Igon đã khai nhận, hàng ngày người cậu của mình xin được trung bình số tiền là khoảng 500.000 đồng, các ngày cuối tuần là được khoảng 800.000 đồng. Số tiền ông Iyut xin được phải đưa hết về cho Igon. Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân An củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.